Cuộc chiến của các nhà làm túi sách. Thương hiệu túi sách danh tiếng Hermès của Pháp đang có những thời gian tốt đẹp, đặc biệt là so với những khó khăn hiện tại mà tập đoàn thời trang sang trọng của Anh Quốc Mulberry đang phải đối mặt. Hermès, nổi tiếng với túi sách Birkin và những chiếc khăn lụa, đã đạt được một gia tăng mới trong lợi nhuận và đã đạt được mức lợi nhuận kinh doanh kỷ lục trong năm 2013. Điều này đã cho phép công ty gia tăng cổ tức. Hermès được xếp vào một trong những hạng cao nhất trong số các cổ phiếu của các thương hiệu hàng sang trọng ở châu Âu nhờ khả năng phục hồi của thương hiệu trước những thay đổi trong nhu cầu. Hermès cũng có được một tăng trưởng bền vững bất chấp một chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các thương hiệu cao cấp khác, từ Louis Vuitton của LVMH cho đến Gucci của Kering. Hiện cũng đang có một mối quan tâm về một sự chậm lại ở các thị trường mới nổi có thể làm tổn hại một số thương hiệu cao cấp. Các phân tích gia thị trường nói rằng, tuy tăng trưởng đã không sụp đổ nhưng không còn mạnh mẽ như trước. Mặt khác, các nền kinh tế ở Hoa Kỳ, Anh Quốc và ngay cả lục địa châu Âu đang bắt đầu tăng trưởng trở lại và điều này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa sang trọng. Doanh số bán hàng trong và ngoài nước bị suy giảm đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Mulberry trong vài tháng qua. Nài ông Bruno Guillon đã từ chức giám đốc điều hành chỉ mới sau 2 năm, kết thúc một nhiệm kỳ được đánh dấu bằng 3 cảnh báo lợi nhuận lớn. Cổ phiếu của Mulberry đã tăng khoảng 2% khi có tin tức ông Guillon ra đi. Ông Guillon đã bỏ Hermès để sang Mulberry và đã tìm cách nâng cấp thương hiệu này, bao gồm việc gia tăng giá bán. Nhưng những cố gắng này đã không mang lại kết quả. Tháng 9 năm ngoái, tập đoàn này cũng đã để mất giám đốc sáng tạo bà Emma Hill, người đằng sau một số túi sách bán chạy nhất như Alexa, và đến nay, Mulberry vẫn chưa bổ nhiệm người thay thế.